I want the newest one, the newest model. Okay. Yep. So the newest model is the 10th gen, and as well as the Avito came out at the same time. 10th gen is the newest. Okay. Oh, it's out of color, huh? That's pretty cool. It is silver. Silver, pink, yellow, and blue. Yep. Okay. Thì đây là màu hồng, kiểu như là màu vàng, rồi màu xanh, rồi màu silver. Thì Kevin nghĩ thì nếu mà chung chung lại nam nữ xài cũng được, thì Kevin nghĩ là Kevin sẽ lấy màu xanh. Ok. Alright, I'll take the blue? The blue, please. Yeah. What is your name? Fernando. Fernando, nice, super nice guy. Are you new here? I've been working here about a year and like 2 months. Okay. Thì hiện tại thì Kevin đã chọn cái màu xanh. Đang đợi ảnh đi lấy hàng. Alright, I submitted that. It's gonna be out in probably a few minutes. You're gonna scan it out back. Sure. And also yeah. Check that after that. Yeah. Definitely. Let's see here. Okay, you need anything from me? I was just gonna ask if we're sure. Looking at AppleCare or anything like that. We have. I don't need it. Yeah. Okay. Yeah, no, for sure. And then after that, we're all set to check out your blog. Yeah. That's pretty awesome. Yeah, YouTube. Yeah. Okay, mua thật rồi nha mọi người, cà thẻ rồi nha, không có nói đồ nha, mua thật rồi nè, okay, thank you. Here's the one. Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các fan cứng của Kevin, tất cả các subscriber. Kevin xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, theo dõi và subscribe kênh của Kevin trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thì hôm nay Kevin có một bất ngờ dành cho mọi người. Đó, thì Kevin có một cái trò chơi nhỏ nhỏ, một cái game nhỏ thôi, bất ngờ. Thì nhân dịp ngày lễ cũng sắp đến rồi, là lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, rồi Christmas, lễ Noel, rồi New Year. Thì Kevin cũng muốn mang một cái bất ngờ gì đó mà một sự ấm áp đến với mọi người, gần gũi hơn với tất cả mọi người. Thì Kevin làm một cái game show nhỏ nhỏ, đó là bốc thăm may mắn, bốc thăm xổ số may mắn nha. Ok, thì cái giải thưởng sẽ là một chiếc iPad. Đây. Đây, một chiếc iPad đời mới nhất hiện tại bây giờ, không còn cái nào mà mới hơn cái này nữa hết á. Ok, đời mới nhất luôn. Đây là một chiếc iPad. Đó. Thì ai cũng có thể tham gia cái game này hết. Ai cũng có thể tham gia hết nha. Thì mọi người cứ làm theo những cái bước mà Kevin đưa ra, rất là đơn giản, rất là đơn giản luôn. Ok, mọi người, thứ nhất là mọi người phải subscribe kênh của Kevin, bắt buộc phải subscribe kênh của Kevin, đó là cái điều thứ nhất. Ok, cái điều thứ hai nữa đó là mọi người chia sẻ, share cái video này vào trong trang cá nhân Facebook của mọi người, trang Facebook thật, chứ không được trang Facebook ảo nha. Ok, chứ không phải là trang Facebook ảo có chụp chiếc lá mùa thu rồi bắt phở rồi con cá con gấu thế này kia là bảo là Facebook thật nha. Trang Facebook cá nhân thật của mọi người chia sẻ cái video này trên trang cá nhân public, phải chia sẻ public. Ok, thì sau khi mọi người làm hai cái điều mà Kevin vừa nêu trên á, thì mọi người vào cái video này ở dưới phần comment, mọi người ghi rõ họ tên và cái đường link của Facebook mà mọi người post public đó, mọi người chia sẻ public đó, cái đường link mọi người copy xong mọi người paste vào cái phần comment. Ok, thì cái ngày mà chót, cái hạn chót đó là cái ngày mà Kevin bắt đầu xổ số rút thăm may mắn đó, là vào ngày 30 tháng 11
2023 là có nghĩa là cuối tháng này. Đó, cuối tháng này. Nếu ai may mắn mà được Calvin bốc thăm, cái này là Calvin cũng không có tự mà lấy tay mà bốc lên nha. Calvin sẽ ghi tất cả những ai ở trong ghi vào cái phần comment đó ở dưới của cái video này đó, thì Calvin sẽ ghi tất cả cái tên ra từng cái mảnh giấy, thì Calvin bỏ vào, xong rồi sẽ có một ai đó, một người nào khác không phải là Calvin sẽ bốc thăm đó, thì may mắn sẽ đến với ai. Thì nếu mà bốc vào tên của người nào rồi đó, thì Calvin sẽ gửi chiếc iPad này về đến tận nhà cho mọi người. Calvin sẽ ship đến cho người may mắn. Ok, đơn giản như vậy thôi. Calvin, mọi người không có cần phải làm gì hết, cũng không cần phải mua cái gì của Calvin, không tặng Calvin, không đổi trao đổi cái gì cả, không có cái gì cả. Ok, một ai cũng có thể tham gia. Đây là một cái trò chơi vui mà Calvin muốn giao lưu với mọi người. Và sắp đến có nghĩa là trong cái dịp lễ, những cái dịp lễ này đó, thì Calvin sẽ có những cái bất ngờ, những cái trò chơi bất ngờ, hoặc có những cái câu đố và có những cái phần giải thưởng cũng rất là hấp dẫn nha. Thì Calvin, tại vì cái dịp lễ mà, thì cái dịp Noel thì Calvin cũng muốn một cái sự ấm áp dành riêng cho mọi người. Đây là một cái tri ân mà Calvin dành riêng cho mọi người. Đó, thì mọi người cứ nhớ subscribe kênh của Calvin. Đó, và theo dõi cái nhớ là nhấn cái chuông đó. Thì để Calvin có làm một cái video hay là Calvin có những cái tin tức gì đó thì Calvin post lên, thì mọi người cũng sẽ được YouTube báo. Ok, alright mọi người. Thì Calvin cũng xin nhắc lại là cái luật chơi là rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể tham gia cả, bất kỳ ở đâu cũng có thể tham gia. Điều đầu tiên, điều thứ nhất là mọi người bắt buộc phải subscribe kênh của Calvin. Đó, mọi khi mà mọi ai, khi mà mọi người mà may mắn mà được Calvin bóc trúng cái tên của mình đó, thì mọi người phải chứng minh được là mọi người có subscribe kênh của Calvin. Ok. Điều thứ hai nữa là mọi người post cái video này trên trang cá nhân, chia sẻ, share đó, chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình, mà phải tài khoản thật nha. Facebook tài khoản thật, chia sẻ video này trên trang cá nhân của mình. Rồi, sau đó qua cái video của Calvin nè, ở dưới phần comment ghi rõ họ và tên và cái đường link Facebook của các bạn đã share public. Đó, ok, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì đến ngày 30 tháng 11 thì Calvin sẽ sổ số may mắn, sẽ rút thăm ai là người chiến thắng sở hữu chiếc iPad mới nhất này, mới toan luôn, chưa khui mạc luôn, chưa khui gì hết á. Alright mọi người, thì chúc mọi người may mắn. Alright, thì đến đây thì Calvin cũng xin chấm dứt cái video này. Thì mọi người nhớ subscribe kênh của Calvin, theo dõi, tại vì Calvin sẽ có rất nhiều bất ngờ, rất nhiều quà mà Calvin sẽ tạo một cái bất ngờ đến cho mọi người, trao đến cho mọi người. Và Calvin sẽ, cũng như Calvin vừa nói đó, Calvin có những cái game nhỏ hoặc là có những cái câu đố đó. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người một ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành công trên mọi lĩnh vực. Ok mọi người, xin chào. Ai là người may mắn đây?